Đang hỏi mình về tóc không đấy? Ngoài thương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong kênh YouTube này của Hoài Thương. Hôm nay chia sẻ đến các bạn chúng ta một video lấy cái tay. Mọi người yêu mến thì hãy nhấp vào kênh YouTube chỗ tiệm hớt tóc nam Hoài Thương để subscribe, để lại một like, chia sẻ video nếu thấy hay. Mình chia sẻ cách lấy cái tay và cũng như là quay cho mọi người chúng ta xem để thư giãn trong những giờ làm việc mệt mỏi ha. Ở đây các bạn cũng có thể thấy cái lượng cái tay mà Bích nằm vô tới trong màn nhĩ rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của Hoài Thương, đó là nguồn động lực lớn lao cho Hoài Thương có thể chia sẻ cho quay mọi người chúng ta cùng xem. Rất cảm ơn mọi người nha. Ở đây thì cái tay ở trong là rất là khủng. Rất là nhiều các cô chú anh chị. Lượng ghế tay nó dày đặc từ ngoài vào tới trong. Này không khuyến cáo các bạn làm tại nhà dưới mọi hình thức nha, không nên làm, không nên bắt chước làm theo nếu không được học hay là đào tạo qua trường lớp. Cái gì rất là dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng như tế màng nhĩ và tai. Rất là khủng. Đường ngay tay nó rất là nhiều. Các em nhỏ không nên bắt chước làm theo ha. Tới mình nghĩ ở trong là sâu.
Rồi. Đó. Xong rồi các bạn, sạch sẽ. Lấy cái tay bên phải xong rồi qua bên trái nha các bạn. Cái này nếu ai mà nhát nhát tay mà không lấy quen á, đôi khi không dám lấy sâu tới màng nhĩ đâu, tại vì trong cái màng nhĩ nó rất là mỏng và khó lấy, khi mà chúng ta lấy á, thì phải hết sức là cẩn thận. Đôi khi nhát nhát tay thì không dám lấy sâu vô tới trong màng nhĩ đâu các bạn, nhưng mà cũng cân nhắc nha, có nghĩa là các bạn chúng ta lấy thì cũng phải cân nhắc. Trong khả năng của mình thì mình hãy lấy, còn nếu mà mình cảm thấy mình lấy không được rồi thì đừng nên lấy vì nó rất là nguy hiểm.
tiếng này có bị ảo không thôi, không? thật luôn hả, không ảo Ừ. đúng không? Giờ mà không đánh nổi Ôi trời ơi. đang hỏi mình về tóc không đấy. Bạn thấy không? Đây nhiều tiền. Yeah.